Em xin chào cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Tổng Minh Sang, học sinh lớp 4A, học sinh lớp 5A trường tiểu học Lê Quý Đôn. Hôm nay em xin được chia sẻ cho cô và các bạn dự án đường lên đỉnh Olympia để giúp các bạn nâng cao tính toán. Cùng bắt đầu nào. Khi bấm vào lá cờ xanh, ta có thể thấy hai nhân vật đó là Doraemon và Nobita. Mèo máy sẽ giới thiệu và nhờ bạn giúp Nobita lên trên đỉnh núi. Với thời gian là 150 giây, bạn phải trả lời các câu hỏi của Doraemon. Cứ mỗi câu trả lời đúng, Nobita sẽ nhảy lên và chuyển đến ô khác. Nếu mỗi câu trả lời sai, Doraemon sẽ nói sai rồi và âm thanh lâu. Nếu Nobita đi hết quãng đường trong số thời gian quy định thì Nobita sẽ giành chiến thắng và có một tràng pháo hoa để chúc mừng chúng ta. Bây giờ em sẽ còn nếu Nobita không về đích trong khoảng thời gian quy định thì chương trình sẽ phát một âm thanh để chia buồn với bạn. Điểm em thích nhất là điểm lập trình cho tuyết và bông tuyết rơi vì lúc chạy chương trình có thể làm em như đang ở trong một trò chơi thật. Điểm em thấy khó nhất đó chính là phải lập trình cho phông nền. Em đã làm một cách rất tỉ mỉ. Các nhân vật của em đa số lấy ở trên mạng. Riêng nhân vật bông tuyết thì em lấy ở trên Socrates. Bài thuyết trình của em đến đây là hết rồi. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của em. Rồi, cô cảm ơn bạn Khang. Trước hết là cô muốn hỏi xem có bạn nào có góp ý về bài của bạn Khang không? Nhá. Thế thì không bạn nào góp ý thì cô nhận xét luôn bài của Khang nhé. Thực ra khi mà nghe Khang trình bày ấy. À đấy, bây giờ mình thua đúng không? Rồi. Phát tin thua. Thế thì con phải lập trình như này này. Ở đây rõ ràng là nhân vật đã thắng rồi. Thế nhưng mà đến khi hết giờ nó vẫn báo thua. Đúng không? Thì con phải vào phần phông nền. Khi nhận tin win thì dừng hết các kịch bản khác cho nhân vật. Thì nó sẽ không xảy ra cái chuyện là mặc dù đã thắng nhưng mà một lúc sau hết giờ nó vẫn báo thua. Phần lập trình cho sân khấu ấy. Bởi vì cái phát âm thanh loose đấy là thuộc sân khấu, con bấm vào sân khấu đi. Đấy, con phải bấm là con phải thêm lệnh là khi nhận tin thua, à khi nhận tin thắng thì dừng các kịch bản khác cho nhân vật. Sửa luôn.
Chắc là Khang hiểu rõ chỗ này đúng không? Rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà nghe Khang thuyết trình ấy thì cô cảm thấy rất là thu hút. Vì là bạn ấy thuyết trình dừng lại tất cả các kịch bản khác cho nhân vật, nhấn vào cái dấu mũi tên chỗ dừng lại tất cả. Rồi. Bởi vì bạn Khang ấy, bạn ấy có một cái giọng nói rất là tự nhiên và bạn ấy trình bày rất là tự nhiên và nghe rất là dễ thương. Tức là bạn ấy bảo là con thích nhất về cái phông nền này, bởi vì là con đã phải làm rất tỉ mẩn. Thì cô cũng phải công nhận là cái phông nền này của bạn Khang ấy nó đẹp thật. Vì là tất cả những nhân vật này, thứ nhất là nó giống giống và thậm chí còn đẹp hơn dự án mẫu. Và nó tỉ mẩn ở chỗ nào, không phải mỗi mình bạn Khang vẽ được cái này. Mà ví dụ như có những bạn khác nhá, các bạn ấy chỉ vẽ, tất nhiên là nó phù hợp với phông nền các bạn ấy. Thì ví dụ như quả núi các bạn ấy chỉ có một màu thôi, hoặc là một hoặc hai quả núi thôi. Thế nhưng ở đây có thể thấy bạn ấy rất đầu tư về cái phông nền nhá. Từ cái quả núi bạn viết rất vẽ rất cẩn thận, từng chi tiết một, kể cả cái đỉnh núi có chóp tuyết, kể cả các bạn nhìn. Đấy, bạn ấy cho lượn lên lượn xuống rất là cầu kỳ. Cộng thêm nữa là những cái đám mây bạn ấy vẽ cũng khá cầu kỳ với cái ông mặt trời nhọt. Nói chung là nó cũng rất là đẹp. Các cái bậc thang cũng như thế. Tóm lại là cô thấy nó rất là hài hòa và đẹp. Và thêm nữa là những cái chia sẻ của bạn ấy làm cho cô cảm thấy rất là vui. Bởi vì là bạn ấy chia sẻ những cái khó khăn hay là những cái vấn đề bạn ấy gặp phải trong quá trình làm bài, mà đúng là trong thực tế cô chắc chắn là các con đã gặp phải những cái vấn đề như thế. Ví dụ như bạn ấy bảo là đây những cái này là con lấy hết trên mạng này. Đấy, những nhân vật này con lấy hết trên mạng, còn còn cái bông tuyết này con lấy ở trong 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 thư viện. Thì đấy là những cái việc mà chúng ta đã thể hiện trong quá trình làm bài. Và chính bởi vì là các con làm nhiều và có sự đầu tư vào dự án, nên là khi mà các con trình bày thì nghe nó rất là thu, nó thu hút từ cái việc mà con chuẩn bị dự án nó tốt ấy, và khi con trình bày nó thể hiện ra như thế. Được chưa? Thế con có thể cho cô xem cái phần lập trình cho cái phép tính một chút được không? Phép tính ở đây con có cái phép tính, bạn ấy chỉ có một phép tính thôi, một loại phép tính thôi. Đấy là phép cộng và phép nhân, đúng không Khang? Ừ. Hôm trước cô hỏi thì bạn ấy bảo là do con lười làm. Thế nhưng mà tuy nhiên sau cái buổi học hôm nay, cô nghĩ là Khang cũng có thể bổ sung thêm một số những cái phép tính khác nhá. Được không Khang? Ồ, được rồi. Thế rồi nha. Thế trong cái bài này Khang có thắc mắc hay có hỏi gì nữa không? Ừ, vì là chắc là bởi vì các bạn ấy cũng đã hiểu bài hết rồi. Rồi. Cô cảm ơn Khang rất là nhiều. Không gặp anh cô. Cảm ơn con.